với chiếc xe của bạn Hằng. Và hình như bạn cũng rất tự tin đúng không? Bạn đã đặt vào đây logo của công ty nệm Vạn Thành. Và hãy cho chúng tôi biết đằng sau tấm bảng này là gì nào. Chính xác, sản phẩm của công ty nệm Vạn Thành. Gối ngủ cao su thiên nhiên Vạn Thành, sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên theo công nghệ hiện đại của Đức, khử mùi hoàn toàn, không bị xẹp lún, phù hợp với người lớn tuổi và trẻ em. Như vậy là lượt lựa chọn đầu tiên, 3 thí sinh đều có sự lựa chọn chính xác. Xin chúc mừng các bạn. Bây giờ xin mời các bạn cùng chuẩn bị đến với lượt lựa chọn thứ 2. Và bây giờ thì các cô gái của siêu thị may mắn sẽ thay đổi vị trí xe hàng. Và chúng tôi còn trên tay 3 logo nữa. Các bạn hãy lựa chọn 3 logo này và đặt vào trong chiếc xe hàng nào mà các bạn cho rằng là có logo giống như vậy. Rồi, những xe hàng đã được thay đổi vị trí. Và bây giờ xin mời tất cả các bạn chúng ta hãy cùng lựa chọn. Bây giờ thì chúng ta đã có sự lựa chọn xong. Bạn Hằng đã đặt vào đây logo của công ty thực phẩm Tuyền Ký. Và không biết đằng sau tấm bảng này là sản phẩm gì, hãy cho chúng tôi biết. Sai mất rồi. Đây là logo của sản phẩm Nhôminox Kim Hằng. Như vậy là lượt lựa chọn này của bạn chưa chính xác, bạn mới ghi được 1 điểm thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chiếc xe tiếp theo. Bạn Kim Ngân đã lựa chọn logo của công ty đường Anh Đăng đặt vào chiếc xe này. Liệu có chính xác không nhỉ? À, bạn thấy cô gái này rất dễ thương và bạn để ý từ đầu nên bạn nhớ. Nhưng mà không biết có đúng hay không nhé. Hãy cho chúng tôi biết đằng sau tấm bảng này là gì. Xin được chúc mừng. Đường phèn bột Rock Sugar của công ty Anh Đăng, sản xuất từ đường tinh luyện, có đặc tính mát, vị ngọt thanh khiết rất tốt cho sức khỏe, tiện dụng trong việc nêm nếm đồ ăn và pha chế các thức uống, đặc biệt kích thích tiêu hóa, đẹp da. Rock Sugar, mực ngọt tinh khiết của cuộc sống. Xin chúc mừng bạn Kim Ngân đã có 2 sự lựa chọn chính xác. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra chiếc xe của bạn Loan. Bạn Loan đã đặt vào đây logo của bột ngọt Vedan. Và không biết tấm bảng này có đúng như vậy hay không nhỉ? Hãy cho chúng tôi biết đằng sau tấm bảng này. Như vậy là sai mất rồi. Đây là logo của rau câu Việt Sogon. Như vậy là bạn chưa có sự lựa chọn chính xác. Và bây giờ chúng ta hãy thử khám phá xem hai logo của thực phẩm Tuyền Ký và của Vedan đang nằm ở những xe hàng nào đây. Xin mời các bạn người mẫu. Như vậy là chiếc xe thứ 3 mới là logo của Vedan. Hạt nêm thịt heo Vedan, loại hạt nêm lý tưởng làm từ các nguyên liệu thiên nhiên, mang đến sự thơm ngon và bổ dưỡng cho bữa ăn hàng ngày của gia đình bạn. Và chiếc xe thứ 6 mới là logo của thực phẩm Tuyền Ký. Thực phẩm khô ăn liền Tuyền Ký với 3 loại thịt bò khô, thịt heo khô và khô mực, sản xuất theo dây chuyền hiện đại, an toàn thực phẩm, đạt chứng chỉ ISO 9001 phiên bản 2000. Nhiều năm liền được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao, đạt danh hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2007. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm ra 6 logo ở phần thi đầu tiên trong chương trình Siêu Thị May Mắn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần công bố giải thưởng dành cho các thí sinh. Sau phần thi này thì bạn Loan và bạn Hằng, cả hai bạn đã đều nhận được số điểm là 500 điểm. Và các bạn sẽ có giải thưởng tương ứng với số điểm mà các bạn có. Còn bạn Kim Ngân có 2 sự lựa chọn chính xác. Và bạn là người chiến thắng trong vòng thi này. Bạn có 800 điểm và bạn là người được quyền bước vào vòng 2 của chương trình. Xin chúc mừng. Quý vị khán giả truyền hình thân mến, quý vị đã sẵn sàng để bước vào trò chơi dành cho quý vị hay chưa? Tôi tin chắc là đã rất sẵn sàng đúng không nào? Vậy thì ngay bây giờ tôi sẽ công bố đáp án và kết quả trong câu hỏi của tuần vừa rồi. Một đặc điểm của trái sầu riêng đó là trái chín chỉ rơi rụng trong một thời điểm nhất định. Trái rơi rụng nhiều nhất vào thời điểm từ 0 giờ cho tới 1 giờ. Và một số ít thì rơi rụng vào lúc 12 giờ cho tới 13 giờ. Và những giờ khác thì không có trái rơi rụng. Nhờ đó con người có thể tránh được tai nạn. Và như vậy thì xin chúc mừng những vị khán giả nào đã chọn đáp án 1 trong câu hỏi của tuần vừa rồi. Và ngay bây giờ chúng ta hãy xem thử ai là người may mắn trong tuần vừa rồi đây. Và bây giờ
chúng ta cùng bấm phím ngẫu nhiên để tìm ra người may mắn. Đoán đúng, chúng ta sẽ ghi được một điểm. Qua những lần đoán sản phẩm như vậy, bạn nào có số điểm lớn hơn, bạn đó sẽ chiến thắng. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta cùng bước về sân khấu và giới thiệu về người hỗ trợ cho mình. Xin mời. Bây giờ xin mời ba người chơi chúng ta hãy giới thiệu về những người hỗ trợ cho mình. Xin mời bạn Kim Ngân. Dạ, xin chào anh. Hôm nay đến cùng trường quay siêu thị may mắn với em hôm nay là anh Minh Hân, hiện đang công tác tại công ty điện lực Đồng Nai. Xin chào bạn. Và xin mời anh Tý hãy giới thiệu về người hỗ trợ cho mình. Dạ, kính chào anh. Người hỗ trợ hôm nay của tôi là anh Tiến Hưng, là kinh doanh. Xin chào anh Tuấn Hưng. Và xin mời bà Thảo hãy giới thiệu về người hỗ trợ cho mình. Hôm nay người hỗ trợ của tôi là bạn Nhi, bạn của tôi. Xin chào bạn Nhi. Ba người hỗ trợ hôm nay có một vai trò cực kỳ quan trọng, bởi vì các bạn sẽ phải mô tả về một sản phẩm mà chương trình siêu thị may mắn đưa ra. Các bạn không được dùng bất kỳ một từ nào có trên bao bì của sản phẩm, cũng không được dùng từ nước ngoài hay tiếng lóng để nói về sản phẩm, mà chúng ta chỉ có thể mô tả về kích thước, màu sắc, công dụng hay là lý tính, hóa tính của sản phẩm mà thôi. Và bạn nào mô tả được cho người chơi có thể trả lời đúng, người chơi sẽ ghi được một điểm. Đó là điều vô cùng quan trọng. Các bạn đã hiểu luật chơi rồi đúng không nào? Bây giờ thì xin mời ba người chơi sẽ đeo ba cặp kính rất đặc biệt của chương trình siêu thị may mắn. Và đây là những sản phẩm có trong chương trình siêu thị may mắn mà chúng tôi đưa ra để cho các người chơi dự đoán. Bây giờ thì bạn Kim Ngân chuẩn bị đến với phần gợi ý dành cho mình. Xin mời người hỗ trợ của bạn Kim Ngân sẽ lựa chọn một trong những món đồ này. Ngân ơi, cái này là con gấu nó hay thích ăn á. Con gấu thích ăn. À, mật Việt Honey, mật ong Việt Honey. Mật ong Việt Honey, chính xác, xin chúc mừng. Mật ong Việt Honey là sản phẩm duy nhất được kiểm nghiệm tại châu Âu trước khi đưa ra thị trường. Mật ong Việt Honey có tem đảm bảo chất lượng với giá trị gấp 3.000 lần so với giá trị sản phẩm. Mật ong Việt Honey, nhìn tuyệt, thưởng thức tuyệt vời hơn. Và bây giờ thì đến lượt anh Tý. Anh hãy lắng nghe lời gợi ý dành cho mình và xin mời người hỗ trợ của anh Tý sẽ lựa chọn những sản phẩm để giới thiệu. À Tý ơi, cái gì mình nấu canh Phi Đan, bột ngọt Phi Đan. Dạ đúng. Xem có đúng tên là như vậy không anh? Dạ đúng ạ. Nhìn kỹ lại xem nó là cái gì. Anh trả lời là bột ngọt đúng hay chưa? Bột nêm Phi Đan. À, chính xác ở trên tên nó là gì? Chưa đúng à, thì phải Về đan hạt nêm Phi Đan. Hạt nêm Phi Đan. Rất là đáng tiếc khi mà anh Tý nói là bột nêm thì đáng nhẽ anh phải gợi ý là cái gì đó để cho anh có thể là trả lời đúng là hạt nêm chứ không phải bột nêm. Nhưng anh lại đọc luôn được tên sản phẩm ra rồi, như vậy là anh đã phạm quy mất rồi. Như vậy là anh Tý chưa có câu trả lời chính xác ở lần này. Rất đáng tiếc. Hạt nêm thịt heo Vedan, loại hạt nêm lý tưởng làm từ các nguyên liệu thiên nhiên, mang đến sự thơm ngon và bổ dưỡng cho bữa ăn hàng ngày của gia đình bạn. Bây giờ thì xin mời bạn Thảo. Bạn Thảo hãy chuẩn bị đến phần gợi ý dành cho mình nhé. Và xin mời người thân của bạn Thảo. Tý ơi, cái vật liệu này dùng để chiên xào. Là của nhôm inox kim hằng. Nhưng mà đúng hay chưa, nó là chảo của nhôm inox kim hằng. Đúng rồi. Xin chúc mừng bạn. Quánh không dính quan tâm kim hằng được sản xuất bằng nhôm hợp kim tinh chất theo tiêu chuẩn Mỹ ASTM 3003, phủ chống dính bằng quan tâm 3 lớp công nghệ của Hoa Kỳ, có khả năng chịu nhiệt cao, giúp hạn chế dầu mỡ, phù hợp với người ăn kiêng. Sản phẩm được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao suốt 12 năm liền. Kim Hằng, bạn của người nội trợ. Như vậy là ở lượt lựa chọn đầu tiên này thì các thí sinh của chúng ta đã trải qua. Có 2 thí sinh trả lời đúng và 1 thí sinh chưa trả lời chính xác. Bây giờ chúng ta cùng đến với lượt gợi ý thứ 2. Xin mời bạn Kim Ngân chuẩn bị. Và xin mời người hỗ trợ cho bạn Kim Ngân.
Không. Như vậy thì ô cửa này là 2-3 điểm. Bây giờ chị thấy thế nào? Trời ơi, cảm động và hồi hộp. Cảm động và hồi hộp. Số điểm của chị lúc này là 8.000 điểm rồi. Bây giờ là chị đã có cơ hội để giành giải thưởng đặc biệt trị giá tới 16.000 điểm. Chị tính sao? Sao ạ? Khán giả nghĩ sao? Tính sao? Ở dưới thì sao ạ? Tiếp hay không? Nếu mà tiếp thì vỗ tay lớn lên. Bên này thì thấy sao? Khán giả xem mà tiếp tục hay là ngừng ạ? Và bây giờ là quyết định của chị. Bây giờ thì hãy nhìn lên. Chị nhìn kỹ lại một lần nữa 6 ô cửa của chúng tôi nhá. Chị đã được nghe rất nhiều những lời gợi ý của mọi người rồi. Và bây giờ chị không cần nhìn tới ai nữa. Hãy nhìn vào 6 ô cửa và quyết định xem là tiếp hay không. Tôi đếm từ 1 tới 3. Nếu mà chị không quyết định ngay là sẽ mất điểm. 1 2 3. Quyết định cuối cùng là rồi, chơi tiếp ạ. Chơi tiếp, ủng hộ thật lớn đấy chị. Thật tuyệt vời. Tôi đang tưởng tượng cảnh chị gieo mừng, nhảy tưng bừng khi mà mở đúng ô cửa đặc biệt đây. Chị hãy chọn ô cửa đặc biệt đi, ô nào đây? Trong những ô còn lại. Số mấy ạ? Nhạc đã nổi lên rồi, nhạc rất tươi vui. Và rồi, rất có thể chị... Tôi sẽ theo ý kiến của số đông là số 3. Chị theo ý kiến của số đông là số 3. Cơ hội đặc biệt đang rất lớn. Hãy mở cho tôi ô cửa số 3. Khiết thông minh của Philip tiêu diệt hoàn toàn các vi khuẩn gây bệnh và vi trùng có trong nước. Kết quả được kiểm nghiệm và cấp chứng nhận bởi Hiệp hội Chất lượng nước của Hoa Kỳ, Viện Nghiên cứu nước của Hà Lan và Viện Pasteur. Như vậy là chúng ta đã biết sản phẩm nằm trong ô cửa số 3, nhưng bây giờ sẽ là số điểm mới là điều quan trọng. Không biết là 3 chữ số hay là 4 chữ số đây? Chúng ta cùng xem mấy chữ số nào đang rất hồi hộp. Chị bước ra đây rõ hơn và cho chúng tôi biết. Buồn rồi một chút xíu thôi đúng không? Cũng rất là tiếc, chị đang có 8.000 điểm mà bây giờ thì chỉ còn có 4.000 điểm thôi. Nhưng mà 4.000 điểm này cũng đã rất cao rồi, nhưng mà chị lại còn có thêm phần quà trong phần đi mua sắm nữa, lúc đó là một xe quà tới 1 triệu đồng nữa. Quả là hôm nay chị cực kỳ may mắn rồi đấy. Chị đã có rất nhiều phần quà và thật nhiều niềm vui, sự hồi hộp và sự bất ngờ. Khán giả cũng đã được chị tặng cho những niềm vui khi cùng với chị lựa chọn những ô cửa. Như vậy là cuộc chơi đã ngừng ở đây. Chị có 4.000 điểm thưởng. Và chúng ta hãy thử xem nếu như mà được lựa chọn lại, chị sẽ lựa chọn ô cửa nào? Ô cửa số 5. Ô cửa số 5. Lúc nãy mà tôi nói là rất là đẹp đúng không? Có chức vương miện kìa. Và bây giờ hãy thử xem ô cửa số 5 là sản phẩm gì và là bao nhiêu điểm. Bàn làm việc 1M6 của siêu thị nội thất Phố Sinh. Sản phẩm làm bằng chất liệu gỗ công nghiệp, kiểu dáng sang trọng, đơn giản, tạo cho bạn một cảm giác thoải mái khi làm việc và mang lại hiệu quả cao trong công việc. Và số điểm nằm trong ô cửa này là 16.000 điểm. Đây là ô cửa đặc biệt. Nếu lúc đấy mà chị chọn ô cửa số 5 này là chị đã nhận được giải thưởng tới 16 triệu đồng rồi đấy. Rất là tiếc đúng không? Nhưng không sao, chúng ta đã có rất nhiều niềm vui. Bây giờ chúng ta còn một ô cửa cuối cùng chưa mở. Xin mời hãy mở nốt giùm tôi ô cửa cuối cùng. Đó là ô cửa số 1. Bao gồm dầu gội, dầu xả, mặt nạ và xịt dưỡng tóc Extra Care Protein 19 do Schwarzkopf giới thiệu, giúp phục hồi đến 90% dấu hiệu hư tổn của tóc và nuôi dưỡng tóc từ gốc đến ngọn, đồng thời giảm chẻ ngọn, tăng độ thẳng mượt và bóng khỏe cho tóc. Extra Care Protein 19, bộ sản phẩm chuyên nghiệp dành cho phái đẹp. Và số điểm của ô cửa này đó là số điểm